Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc về các cái mẫu sản phẩm trong thế giới đồ gỗ, đồ thờ cúng tâm linh. Và trên màn hình quý vị và các bạn đang xem, chúng tôi đang giới thiệu tới quý vị và các bạn đó là mẫu sản phẩm ngai thờ và khám thờ. Thì bên trái màn hình quý vị các bạn đó là cỗ khám thờ, và bên phải màn hình đó là một cỗ ngai thờ. Hai mẫu sản phẩm này chúng tôi làm 100% từ chất liệu gỗ mít ta, gỗ mít ăn quả mà chúng ta hay trồng, vì xưa nay đồ thờ cúng gắn liền với gỗ mít ta rất là bền, và đó là đặc trưng của đồ thờ cúng tâm linh, đó là gỗ mít thì rất là thơm, ăn quả. Khi còn sống thì là cây ăn quả, mà khi chết thì sẽ được người thợ chúng tôi cắt tỉa, nạo gọt, điêu khắc thành các cái sản phẩm đồ thờ cúng trưng bày tại các cái không gian phòng thờ, phòng khách của các gia đình để thờ gia tiên cũng như nhà thờ họ. Cây mít rất là đáng quý. Đặc tính của chất liệu gỗ mít ta thì nó rất là bền, không cong vênh mối mọt, và được dùng làm đồ thờ phải đến 99%. Trong rất nhiều video clip trước, chúng tôi đã giới thiệu các cái đồ thờ cúng bằng gỗ mít như bát biểu, chấp kích, ngựa thờ. Và trong video này chúng tôi sẽ giới thiệu đó là cỗ khám thờ và cỗ ngai thờ. Toàn bộ được làm bằng chất liệu gỗ mít ta và sơn son thép vàng phủ hoàng kim. Khi hoàn thiện xong, chúng tôi sẽ quay lại video clip một lượt gửi tới tất cả quý khách hàng. Và những quý khách nào mà chưa biết về các cái sản phẩm đồ thờ cúng thì sẽ xem qua video clip của chúng tôi. Và cỗ khám thờ này có kích thước như sau. Chiều dài là 69, chiều sâu là 47 và chiều cao là 97. Chúng tôi làm theo thước phong thủy vào các cái cung số đẹp, đó là Thiên Đinh, Thiên Đức và Thiên Khổ. Và cỗ ngai thờ thì chúng tôi làm kích thước là dài 47, sâu 38 và cao 81. Đó là vào cái cung Thiên Đức, Tiến Bảo, Tài Vượng, để cầu mong cho các gia chủ được an khang thịnh vượng, làm ăn phát đạt. Cỗ ngai thờ này cũng được đánh giá là một cỗ ngai thờ hàng kỹ, khác với cái hàng chợ phổ thông rất nhiều. Các cái chi tiết điêu khắc sắc nét đến từng cm đã được chúng tôi sơn son thép vàng. Trong video trước chúng tôi đã giới thiệu các cái quy trình làm về đồ thờ cúng như thép vàng Đài Loan hay là dát vàng ta, hoành phi câu đối, để quý vị có thể xem thêm tại trang chủ kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh thì có thể xem được các video mới nhất của chúng tôi và nhận được nút chuông thông báo mới nhất. Cỗ ngai thờ này vành tai là chúng tôi chạm đầu rồng và thân rồng, đó là rồng thật. Nhiều cỗ ngai thì chúng tôi sẽ để là vành tai trơn. Và toàn bộ phần mặt này chúng tôi đã sơn son, khác với các cái cỗ ngai trước là phần mặt chúng tôi sơn màu đen, tức là sơn then, giống với cỗ khám ở bên cạnh đây, phần mặt là chúng tôi sơn then. Toàn bộ phần dạ thì chúng tôi đục hổ phù. Và phần đầu rồng này là chúng tôi chạm mà rồng thật, vây thật. Có các cỗ ngai thì chúng tôi làm như ngai vách thì chúng tôi sẽ chạm mà long hóa. Quý khách có nhu cầu làm về đồ thờ cúng tâm linh, quý khách hãy liên hệ trực tiếp với cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số điện thoại 0986883349 hoặc 0985226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể các cái sản phẩm. Quý khách ưng mẫu mã nào, quý khách hãy chụp màn hình lại, quý khách gửi về Zalo 0986883349 thì chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể và chi tiết. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành cũng khuyên quý khách hàng, nếu chọn làm về đồ thờ cúng tâm linh, đồ thờ cúng cho gia tiên hay nhà thờ họ, quý khách nên làm đó là chất liệu gỗ mít hoặc gỗ gụ, gỗ gõ đỏ hoặc là gỗ hương đá, vì chất liệu gỗ này rất là bền. Đặc thù nhất vẫn là gỗ mít, nhưng mà gỗ mít thì giá thành nó lại là cao, nên quý khách lưu ý khi mua các cái sản phẩm đồ thờ cúng cho gia đình.
Cơ sở đồ gỗ Yên Lai này sản xuất trực tiếp các cái bức hoành phi câu đối không qua trung gian. Và đây là bức hoành phi dài 2,37 m, chiều rộng là 81, nó vào cung tài vượng. Và câu đối là 2,17 m, nó sẽ vào cung tài lộc. Và nếu là câu đối dài 1,97 m, nó sẽ là vào cung đỗ đạt, thước phong thủy lỗ ban, để cho quý khách tham khảo. Vì chúng tôi làm đồ thờ phải tuân theo cái số đẹp của các cái thước phong thủy lỗ ban mà nó có quy ước chung của các cái người thợ của chúng tôi, cũng như là tuân theo quy tắc của thế giới, nó vào cung số đẹp như tài lộc, tài vượng, đỗ đạt hay là tiến bảo để cho quý khách lựa chọn. Video đang được quay trực tiếp tại xưởng sơn đồ thờ cúng của chúng tôi, cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lành nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách có nhu cầu làm về đồ thờ, quý khách hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Đồ gỗ Hiền Lành cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi các video clip của chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Quý khách hàng muốn xem thêm sản phẩm đồ gỗ Hiền Lành trên YouTube, quý khách hãy tìm kiếm đồ gỗ Hiền Lành và sau đó sẽ nhấn vào nút đăng ký kênh. Và quý khách sẽ mở nút chuông thông báo mới nhất để nhận các cái thông báo của chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã quan tâm và chia sẻ.